Ok, hát tiếp này. Chắc là Tuấn sẽ hát một bài hát Tuấn cũng rất thích. Một bài hát mà nó đã gắn liền với cả một cái câu chuyện mà Tuấn sẽ luôn luôn trân trọng cái câu chuyện đấy, luôn luôn biết ơn câu chuyện đấy, luôn luôn biết ơn cái người bạn đấy của Tuấn. Mặc dù người bạn đấy bây giờ không còn ở đây nữa, nhưng mà Tuấn sẽ không bao giờ quên cái người bạn đấy. Và đây cũng sẽ là một cái gì mà Tuấn rất là muốn gửi đến bài hát này, khi mà hôm nay có rất đông những người mà ở trong gia đình của Tuấn đứng ở đây. Nên là tất cả mọi người sẽ cùng nhau, Tuấn nghĩ là tất cả mọi người sẽ cùng nhau hướng về cái bài hát này, và Tuấn sẽ một lần nữa hướng về cô bé đấy. Và đây sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh, bài mang tên Buông. Mời mọi người cùng lắng nghe. Cái thế cũng phải vui không? Đấy, như này đi đâu cũng vui mọi người ạ. Em thật luôn đấy. Như này mà cứ... Tuấn thề với cả quý vị luôn đấy. Tuấn thề là bây giờ quý vị cứ nhìn ra đây, kiểu gì cũng thấy hai cô đứng nãy giờ cứ mùa đấy ạ quý vị. Không phải ai cũng có được cái niềm vui may mắn như thế đâu ạ quý vị. Đấy. Ok. Tuấn nghĩ là thôi, Tuấn không thích số 4.
Tuấn rất là ghét số 4, nên là Tuấn hát bài nữa. Tuấn nghĩ là tất cả mọi chuyện nó sẽ dừng ở số 5 thì Tuấn nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì Tuấn không muốn mọi người sẽ phải lắng nghe cũng như là phải cố gắng lắng nghe hay là bắt mình phải lắng nghe nhiều hơn nữa. Tuấn nên là cứ trước mắt là cứ hát đã rồi tính sau.